xin chào mọi người. Thì là con gái ai cũng mong muốn mình có một cái da mặt thật là đẹp, lúc nào cũng trắng hồng và rạng rỡ. Thì Thảo đã tìm hiểu rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau ở trên thị trường. Thì Thảo đã phát hiện ra được một cái em mà làm Thảo rất là hài lòng. Và thực sự mới sử dụng được gần một tháng mà da của Thảo đã cải thiện rất là nhiều. Đó chính là sản phẩm tinh chất keo ong Thảo Mộc Cô Đặc nha. Đây là sản phẩm hoàn toàn là 100% của Hàn Quốc nha mọi người. Thì trong một hộp của nó như thế này. Đó, sẽ có 10 ống. 10 ống tinh chất nha. Mỗi ống như thế này là sẽ có dung tích 3,5ml nha mọi người. Khi mà mình sử dụng á thì mình mở cái nắp này ra ha. Công dụng của nó là nuôi dưỡng từ sâu bên trong nè, điều trị nám thâm mụn tàn nhang, giúp da của mình luôn căng mọng, căng mịn, trắng hồng rạng rỡ nhé. Đó, mọi người mở ra, nó sẽ có một ống như vậy, mọi người nhét vô đây, cho tinh chất ra ngoài ha. Đó, sau đó mọi người chấm lên mặt nhé. Thay đều nè. Thảo sử dụng kèm cùng với một cái máy. Máy này là máy di điện cũng như là máy massage luôn. Đó, bật lên. Sau đó mọi người massage nhẹ ha. Thì cái máy này nó có chế độ nóng lạnh luôn. Mọi người có thể tùy chỉnh, tùy theo ý thích của mình nhé. Có độ rung luôn. Mỗi khi sử dụng thì rất là đã luôn. Cảm giác như mình đang được massage thư giãn ha. Massage nhẹ nè. Thì những bạn nào muốn có một cái làn da đẹp căng mịn như những cô gái Hàn Quốc thì hãy sử dụng ngay sản phẩm tinh chất keo ong cô độc này nha.